đi để mở cửa. Mở cửa khéo lên nha. Quang xèo lắm. Em không chưa được thì vậy trời. Trời toàn siêu xe không trời. Đó xe chiếc là đẹp nè anh dây. Chiếc đẹp nè. Chiếc đẹp nè. Đây chị em để lấy chiếc này cho anh dây mà. Để mua chi lấy chiếc này nè, để đi. Đâu? Đâu? Ôi sợ. Cái gì vậy? Hợp với tính anh á, mấy thằng đầu đàn là phải đi mấy chiếc này nè, mấy chiếc nhỏ. Đó, đó cho chiếc đó đó, trời đẹp phải lên. Em con chơi được cái. Anh xem rồi đó, em vô được chưa? Từ anh ơi, nó đang lót đi theo season khác rồi, khác không được rồi. Khi hai ta tìm mập nha, chép đô mi chấm mập dương. Khi đôi ta cầm một chân, thất sắc trong một giờ. Ủa chứ sao mấy bác vô bình thường lắm hả? Em vô thấy... Ừ, vô nhanh lắm, vô nhanh cực kỳ luôn á. Sao vô nó bảo là friendly. Chạy đem về là chút anh Quang sao này. Em chỉ cho Khải tạo server đi. À, ok, bây giờ bắt vô offline đi Khải. User remote á, user remote đi. Rồi sao nữa? Xong rồi nhấn escape, vô cái phần online đó, chọn go rồi chọn star friend season. Rồi chờ chút đã tạo của riêng mình nè. Trời ơi, anh Linh anh selfie kìa trời, để selfie với em với. Trời ơi, xe Linh chạy tùm lum trơn à. Tội nghiệp quá. Is this really happening? Nè, nguyên cái giải này nè, từ đây tới đó là đậu à. À, đừng có đính. Anh chạy ghen qua em đánh nhầm á. Anh Linh im lặng nha, anh Linh im lặng nha. Chết mẹ móc súng. Thôi đừng đánh em, tội nghiệp em lắm. Bước xuống. Mưa rồi nè. Trời ơi, kiểu gì tí nữa lót lại cũng được mà. Ê đừng. Tí nữa vô season mới nó cũng vậy à. Kệ đi, không sao đâu. Xe rồi, đi rồi. Đâu? Đâu có xe. Anh dây coi sao. Mất thời gian quá. Biết giờ tốt. Lại đã nhận mưa rồi. Mưa rồi. Ủa sao xe anh xe quang mất rồi? Đâu em thấy nó tự biến mất luôn á. Xe anh quang. Ai biết? Ta sẽ chờ lại sau rồi.